Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở bài tập toán lớp 4 tập 1 cánh diều. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 47 ước lượng tính 112, trang 112. Bài số 1: làm trong các số hạng đánh hàng chục rồi ước lượng kết quả của các tổng sau. Vậy cái số này ước lượng của nó là làm tròn số này nó là 52, làm tròn được 50. Đây con số 5 này, nó số 5 cần làm tròn con số 2 này, con số 2 này thì là cần xét à. Nếu như mà nó từ 0 đến tới 4 á thì con số 5 phía trước giữ nguyên. Còn nếu như cái chữ số mà cần làm tròn nó là 5 đến tới 9 á thì cái chữ số cần làm tròn này chúng ta sẽ cộng thêm 1. À, như vậy là đây là con số 2 diễn ra trường hợp này. Trên này con số 5 vẫn giữ nguyên. 27 thì nếu như làm tròn theo cách khác thì nó là gần 30 hơn là gần 20, cho nên nó là 30. À, vậy 50 cộng 30 là bằng là ước lượng kết quả này là bằng là 80. À, 50 thôi cộng với 30 là bằng là 80. Rồi bài này 86 làm tròn nó 86 nó gần 90 hơn là 80. Còn cách khác thì chúng ta sẽ xem coi này, con số 8 là số chữ số cần làm tròn và số 6 là số xét nó ra trường hợp dưới. Trường hợp dưới thì cộng thêm. Này, trường hợp dưới thì chúng ta sẽ cộng thêm. Cộng thêm là con số 8, số 8 là cộng 1 thành số 9, như là làm tròn nó thành là 90. Còn này là 98. 98 thì nó gần 100 hơn là 90 nè. Như là gần 100 hơn. Thì làm tròn lên 100, như cộng hai này lại là bằng 190. 73 làm tròn là 70. À, 56 làm tròn thành là 60. Hai này cộng lại 70 cộng 60 là bằng 130. Câu B, làm tròn các số hạng đấy hàng trăm rồi ước lượng kết quả của các tổng sau. Là cái này làm tròn đến hàng trăm là con số 4. À, con số 4 là cần làm tròn và số 7 là xét. Số 7 ra trường hợp dưới là cộng. Trường hợp dưới thì từ 5 tới 9 thì cái này là làm tròn nó được là 500. Còn này là làm tròn nó còn là 300. 500 cộng 300 là bằng 800. Còn này làm tròn thì được là 600. Nên được 400. 600 cộng 400 là bằng 1.000. Cái này là làm tròn nó được là 359. Như vậy bằng là làm tròn được là 400. Cái này làm tròn được là 700. 400 cộng 700 là bằng 1.100. Nó qua bài tiếp theo là bài số 2. Bảng sau cho biết số người đến tham quan một hội chợ trong 3 ngày thứ bảy, chủ nhật và thứ hai. Đây là ngày thứ bảy, chủ nhật thứ hai, số người là thứ bảy là 5.826, chủ nhật là 4.770 và thứ hai là 3.125. Hãy làm tròn số đến hàng nghìn rồi tính xem có khoảng bao nhiêu người đến tham quan hội chợ trong 3 ngày. Và cái này chúng ta muốn làm tròn đến hàng nghìn là đây nè. À, hàng nghìn là đây, số 8 là xét nó từ 5 tới 9 thì con số 5 này còn 1 thành là 6, thì làm tròn thành là 6.000. cái này làm tròn chữ số này, chữ số còn làm tròn số 7 là xét nó từ 5 tới 9, vậy cái này là bằng làm tròn là 5.000. À, cái này làm tròn nó là 3.000. Đó. Như vậy chúng ta sẽ có là bây giờ hãy làm tròn, chúng ta viết nè. Năm nghìn tám trăm hai mươi sáu làm tròn đến hàng nghìn, ta được số 6.000. Tiếp theo,
4.770. Làm tròn đến hàng nghìn. Ta được số 5.000. Rồi tiếp theo 3.125. Làm tròn đến hàng nghìn. Ta được số là 3.000. Rồi bây giờ chúng ta tính tổng nè. Như vậy là tổng số ngưng, tổng số người đến tham quan hội chợ là 6.000 nè, cộng với làm tròn cái này là 5.000 nè, cộng với làm tròn cái này là 3.000 nè. Như vậy là bao nhiêu đây? 6 với 5 11, 11 với lại là 3 là 14.000. 14.000 người. Nó qua trang tiếp theo. Bài số 3, làm tròn các thừa số đến hàng chục rồi ước lượng kết quả các tích sau theo mẫu. Chúng ta xem bài mẫu nè. 27 nhân cho 6, làm tròn số 27 đến hàng chục ta được là 30. Rồi vậy tích là 27 nhân 6, cái kết quả là ta lấy 30 ta nhân cho 6 là bằng là 180. Tiếp theo 62 và ta nhân cho 49, làm tròn 62 và 49 đến hàng chục ta được là cái này là thành ra là 60, còn cái này là 50. 5 nhân 6 là bằng 30. Như vậy chúng ta sẽ tích là 62 nhân 49 có kết quả là 60 nhân 50 là bằng là 3.000. Chúng ta tương tự cái bài mẫu, chúng ta sẽ làm cho bài này. Như vậy là có kết quả ước lượng là, bây giờ cái câu ở trên này chúng ta không cần làm đó, không cần làm cái câu mà làm tròn này đến là số này, số này là không cần làm. Rồi chúng ta chỉ việc là 87 chúng ta sẽ làm tròn là 90 nè. 90 rồi sau đó ta nhân cho 3 là bằng là 270. Rồi chúng ta chỉ việc làm vậy thôi. 19 ta làm tròn thành ra là 20, 20 ta nhân cho 8. 8 nhân 2 16, 160. 81 ta làm tròn là 80. Ta nhân cho 92 ta làm tròn là 90. Nè. 9 nhân 8 là bằng 72. Đây số 0 thêm vào, đây số 0 thêm vào. Rồi 5 578. Bây giờ người ta hỏi yêu cầu làm tròn đến gì đây? Làm tròn các thừa số đến hàng chục. Như vậy chúng ta là làm tròn tới hàng chục. Rồi cái này làm tròn tới là 580. Rồi ta nhân với lại cái số này là 50 à, bằng. Rồi tính ra được là 29.000. Chúng ta qua tiếp theo là bài số 4. Cô Hà có 100.000 đồng và dự định mua kem đánh răng lấy 29.000 đồng. Dầu gội đầu hết là 41.800 đồng. Sữa tắm hết 37.500 đồng. Hãy làm tròn từng giá tiền đến hàng nghìn và ước lượng xem cô Hà có đủ tiền để mua các mặt hàng trên hay không. Ước lượng đến hàng nghìn đúng không? Hàng nghìn là cái này thì không khó cần rồi. Cái này hàng nghìn nè. Cái này đến hàng nghìn nè. Cái này đến hàng nghìn nè. Như vậy cái này làm tròn đến hàng nghìn thì nó vẫn giữ im. Được. Nó vẫn giữ im là 29.000. Cái này là làm tròn đến hàng nghìn nó được là 42.000. 42.000. Cái này làm tròn đến hàng nghìn là được là 38.000. 38.000.
Như vậy chúng ta sẽ lấy là 29.000 này nè. 29.000 ta cộng với lại là cái này là 42.000 nè. Rồi ta cộng với này là 38.000. Nè, chúng ta ước lượng chúng ta xem coi có đủ hay không. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ có là 29.000 nè. Làm tròn đến hàng nghìn được số vẫn là 29.000 luôn. Rồi cái số này 41.800 làm tròn đến hàng nghìn được số là 42.000. Rồi 37.500 làm tròn đấy hàng nghìn được số gì đây? 38.000. Rồi như vậy chúng ta sẽ người ta tiếp theo người ta nói là ước lượng xem cô có đủ tiền mua hay không. Như vậy chúng ta sẽ cộng 3 số này lại. 42 là 6, 63 là 9. Còn cái phần phía này nữa, như vậy chúng ta ước lượng này không đủ, được không? Nè, đây nè, chúng ta sẽ cộng cái hàng này nè. 42 là 6 này, 6 với 3 là 9 này. Còn đây nữa. Rồi. Đây là 9 rồi cộng 2 rồi cộng 8. 92 là 82 là 10. 82 là 10. 10 với lại 9 là 19, 19 nhớ 1. Bên này là như vậy là tổng cộng là 109. Rồi, như vậy chúng ta sẽ xem là này là ước lượng là cô Hà không đủ tiền. Mua các mặt hàng trên. Nó qua bài tiếp theo là bài số 5. Một công ty kinh doanh xe máy trong năm ngoái bán được là 23.708 chiếc. Hãy làm tròn số chiếc xe máy bán được đến hàng nghìn. Hàng nghìn là đây. Nè. Hàng nghìn là số 3 nè, hàng nghìn nè, đơn vị chục, trăm, nghìn. À, đấy hàng nghìn và ước lượng xem mỗi tháng công ty đó bán được là bao nhiêu chiếc xe máy. Như vậy làm tròn đến hàng nghìn chỗ này. Số 7. Như vậy là chúng ta sẽ lấy riêng con số 37 này. 37 nó gần 40 hơn. Nó gần 40 hơn là 30. Như vậy nó thành là 2 4 0 0 0. Như vậy làm tròn được là 24.000 chiếc xe máy. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh có thể để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.